hữu phú vô ký nhiếp. Nó vô ký, tức là nó không phải thiện, không phải ác. Mà nó hữu phú là nó bị che lấp. Nó bị che lấp. Tại vì nó được phát sinh từ cái ý chí muốn sống. Và nó ôm chặt lấy cái hình hài này. Ôm riết lấy hình hài này. Và vì vậy cho nên nó bị... nó không có thấy được sự thật. Vì vậy cho nên gọi là hữu phú. Là bị che lấp. Voile. Hữu phú là veil. Voile. Nhưng mà tuy vậy nó vẫn là vô ký. Tức là không có thể nói nó là thiện hay là ác được. Nó cũng là vô ký như tàng thức, nhưng mà nó bị che lấp. Tùy sở sanh sở hệ, hễ tàng biểu hiện ở đâu thì nó biểu hiện ở đó. Sanh ở đâu thì buộc theo đó. Nó đi theo tàng như bóng theo hình. Tùy là đi theo, sở sinh là cái chỗ biểu hiện, chỗ sanh ra, sở hệ là buộc vào đó. Nó đi theo tàng như là bóng theo hình. Và khi mình chứng được quả A-la-hán hay là mình đi vào một cái định gọi là diệt thọ tướng định, đi trên con đường xuất thế đạo thì không còn nó nữa, thì nó biến mất, nó không còn nữa. Và thay thế cho nó là một cái loại trí tuệ gọi là bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh tức là không có kỳ thị nữa. Không có thấy có ta, có người, vượt ra thoát ba cái mặc cảm. Không còn si mê, không còn ái niệm nữa. Thì cái trí tuệ đó gọi là bình đẳng tánh trí. Thì đó là cái ý niệm của nhiều nhà học giả về duy biểu, là khi mình tu đạt tới quả A-la-hán và đi vào diệt thọ tướng định và đi vào con đường xuất thế đạo thì Mạt-na không còn. Chính cái điểm này mà mình không đồng ý. Chính cái điểm này nó làm cho duy biểu học chưa đạt tới cái đại thừa tuyệt đối được. Hai cái hàng này nó chứng tỏ là tác giả chưa vượt thoát được cái thấy nhị nguyên về nhiễm, về tình, về thiện, về ác. Có cái nhiễm riêng với cái tình, có cái thiện riêng với cái ác, có cái khổ riêng với cái vui. Và mình đi, mình chọn, mình lấy một bên kia, mình lấy một cái thôi, còn cái bên kia mình không cần. Thì cái ví dụ mà ở Làng Mai mình hay dùng á, là cái ví dụ tờ giấy. Tờ giấy này mình thấy rất rõ ràng là có hai mặt. Một là mặt trái, hai là mặt phải. Rõ ràng là có hai mặt. Nhưng mà sự thực mình có thể nào lấy cái mặt này ra khỏi mặt kia được. Mình có thể nói anh ơi anh tới lấy cái mặt phải anh đi về Bọc Đô, và tới chị ơi chị tới lấy cái mặt trái để đi về Toulouse sẽ được. Không có thể nào tách rời ra nhau được. Hễ có mặt là phải có trái. Không thể lấy mặt ra khỏi trái và trái ra khỏi mặt. Thì cái trong và ngoài cũng vậy. Cái trên và dưới cũng vậy. Cái chủ thể và đối tượng cũng vậy. Cái nhiễm và cái tình cũng vậy. Cái thiện và cái ác cũng vậy. Cái hạnh phúc và cái khổ đau cũng vậy. Mà khi mà mình nghĩ rằng hai cái có thể có riêng nhau, có thể tồn tại riêng nhau, cái đó gọi là biên kiến. Và muốn thoát khỏi biên kiến thì phải có cái nhìn tương tức sahabu. Tương hữu. Là luôn luôn nó có hai cái một lượt, chứ không thể nào có một cái. như là cái trái và cái phải. Bây giờ mình nói tôi thích cái trái thôi, tôi không thích cái phải, là mình lấy cái cưa, mình cưa, mình vứt cái bên này đi, thì cái chỗ này nó trở thành là cái phải. Hễ có trái là phải có phải, không thể nào có một cái mà không có cái kia. Cái gọi là tương hữu, là co-being, interbeing. Đừng đi tìm một cái nơi có hạnh phúc mà không có đau khổ. Cái nơi đó dù là Kingdom of God hay là tịnh độ cũng vậy. Không thể nào có một cái chỗ mình có thể trồng sen được nếu không có buồn. Không thể nào tạo dựng hạnh phúc được nếu không có đau khổ. Và ở đây bị kẹt vào cái chỗ là chỉ khi nào mà bỏ, mà tiêu diệt hoàn toàn cái Mạt-na thì mới có bình đẳng tánh trí. Thì có nghĩa là chỉ khi nào hết buồn thì mới có sen, là không có đúng. Cái vấn đề là phải biết sử dụng những cái buồn của Mạt-na để làm cái sen. Chừng nào có buồn là chừng đó còn có sen. Nó có nghĩa là trong quý vị nó có những cái nỗi khổ niềm đau, những cái năng lượng của ái dục, những cái tâm hành vướng mắc, những cái tâm hành mặc cảm, những cái thấy sai lầm và những cái si mê đó. Những cái đó là buồn hết á. Và nếu quý vị tới một cái nhà thờ hay là một trung tâm tu học khác thì người ta nói là tôi có cách để cho quý vị quét sạch tất cả những cái đó để quý vị có một cái hoàn toàn thuần túy hạnh phúc. Thì ở Làng Mai không có nói như vậy. Ở Làng Mai nói là mình không cần phải quét sạch những cái đó, mình chỉ cũng biết sử dụng cái đó để làm nên cái này. Mình phải biết sử dụng cái buồn để làm nên cái sen. Nếu quý vị đã từng có đau khổ, nếu quý vị đã từng có vướng mắc, đã từng có ái dục thì cái đó là buồn. Mà sở dĩ quý vị không có hạnh phúc là tại vì quý vị để cho những cái đó nó phát triển, nó tràn lấp, mà quý vị không biết sử dụng chúng nó để làm thành những cái bông sen, những bông sen của hạnh phúc. Hạnh phúc được làm bằng khổ đau. Nếu không có khổ đau thì không có hạnh phúc. Sen được làm bằng buồn, nếu không có buồn thì không có sen. Sự thật là như vậy. Đây là một điều quý vị học được ở Làng Mai. Thành ra cái điều đầu tiên là quý vị phải chấp nhận cái buồn ở trong quý vị. Tôi có buồn hả? It's okay. It's okay to have some buồn in yourself. Và ngay cái chuyện mà quý vị chấp nhận cái điều đó là đem lại cái sự bình an rồi. Quý vị đừng có náo nức, diệt hết buồn. Diệt hết buồn thì làm sao nuôi sen được. Cái vấn đề là đừng để cho buồn nó tràn ngập. Cái vấn đề là phải làm thế nào biết sử dụng buồn để nuôi sen. Tại vì hễ có buồn là có sen, hễ có Mạt-na là có bình đẳng tánh trí. Mà sở dĩ bình đẳng tánh trí quý vị nhỏ xíu là tại vì quý vị không có không biết nuôi sen. Cái quý vị không có biết sử dụng buồn để nuôi sen. Thành ra mình không có cần phải đi tới cái chuyện vô hữu, không còn Mạt-na thì mình mới có bình đẳng tánh trí. Chính trong khi cái Mạt-na nó vẫn còn đó mà mình có thể chế tác ra cái này. Đúng ra thì chính mình, sở dĩ mình chế tác được cái này là nhờ có cái này, nhờ có cái buồn này. Thế không có buồn thì cũng không có sen. Thế không có Mạt-na thì không có bình đẳng tánh trí. Cho nên nói rằng là tới địa vị A-la-hán không còn Mạt-na nữa, đó là một sai lầm của các vị đi trước. Tại Mạt-na là căn cứ để làm phát sinh ra ý thức. Nếu không có Mạt-na thì làm sao có ý thức. Cũng như nếu không có lỗ tai thì làm sao có cái nghe. Nếu không có con mắt thì làm sao có cái thấy. Nếu không có Mạt-na thì không có cái căn, không có ý căn. Mà không có ý căn thì không có ý thức. Mà những vị giác ngộ như buộc các vị Bồ Tát đều có ý thức hết. Mà chính ý thức là cái dụng cụ để tu học. những sự rất là rõ ràng như vậy. Cho nên quý vị đọc cái bài của Thầy Pháp Cầu in ra đó thì sẽ có những cái câu như vậy để mà nắm cho vững.